400 meters. Turn left. Then you have reached your destination. Grab your jandals, togs, and chili bun and get going. Con đường dẫn ra một cái lối để đi trekking ra ngoài dọc ngoài biển. Siêu đẹp. Wow. Turn left. Then you have reached your destination. Grab your jandals, togs, and chili bun and get going. Cheers for the ride, mate. Cái tunnel này để đi xuống dưới biển. Hay lắm, ghê. Ghê. Làm sao đó nha cậu. Xíu nữa ngoài quay cho coi. After one. So deep. Tunnel bitch. Walking track. Bắt đầu cuộc track. Rồi rồi, Nguyên Nguyên với Thiện chạy qua luôn. Rồi rồi rồi, Thiện ơi, Thiện em xuống cho mình cái. Xuống xuống lại đây luôn nè. 1, 2, 3. Bắt đầu Tunnel Beach Walking Track. Dự kiến là 1 tiếng. Tôi sẽ quay cho lại. Hình trình là có Nguyên. Tôi tên là Long. Và còn Thiện nữa. Có cái gia đình người Trung Quốc. Ôi, ấm em bé đi luôn. Mà nghiệp lắm. Trời này tầm khoảng 1-2 độ mà gió là kinh khủng. À, áo tung bay hết. Không phải nói chứ, gió thổi đi bê người luôn á. Cung đường trekking siêu đẹp. Lạnh quá. Trời ơi, gió nó thổi. Wow. Nguyên ơi, Nguyên. Ok. Wow. Thế xuống đây. Đời. Ôi trời ơi, quay một bàn chim. Có hoa vàng vàng này chẳng biết hoa gì mà nó mọc ở bên này nhiều lắm. Chẳng biết hoa gì. Đầm lầy cũng mọc, ngoài biển cũng mọc. Đẹp chưa? Wow. Ở đây nó gọi là cái tunnel là ở ngay chỗ cái lỗ mà ở giữa cái tảng, hai cái tảng đá đó. Đó là cái tunnel á. Mình làm sao mình đi ra ngoài đó. Thật là lớn. Hồi nó leo lên khùng á. Bắt đầu ấm rồi đó. Nó ấm gì chứ. Bên ngoài vẫn 2-3 độ rồi. Nhìn biển thì đẹp chứ lạnh lắm. Xuống là xong rồi đó. Đây ở bên rồi. Đẹp quá. Coi đánh vào thành nè. Gần đây mới thấy. Tiếc quá, điện thoại hết cái pin, bực người. Hẹn nào đây, đi chơi. Em đi chơi, đi trekking quá gió thôi rồi luôn. Là chưa xuống được ở dưới cái khe rồi. Gió dưới này cũng đang kinh khủng à. Nguyên nè, Thiện nè. Nói chung là gió thổi bay té hết á. Kinh khủng.
Ghê quá. Nguy hiểm đó, nguy hiểm á. Bay lên. Đường hầm. Đi lên. Nguy hiểm quá. Đi như lắm á. Kỳ đạo của Chi vậy á. Hay á. Kỳ đạo của Chi là đi gù, cái này đi thẳng đứng. Kỳ đạo của Chi để có gió. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Gió ờ, gió ù ù luôn á. Damn!